Sau đây là phần tin Việt Nam được mở đầu với Chu Linh. Mở đầu phần tin Việt Nam là tin chính quyền Bắc Kinh giảm lệ phí, chưa miễn visa cho công dân Việt Nam. Đại sứ quán Trung Cộng ở Hà Nội mới đây ra thông báo cho hay nước này quyết định giảm 25% lệ phí xin thị thực cho công dân Việt Nam kể từ ngày 11 tháng 12 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các du khách và thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc gia. Việc giảm lệ phí visa cho người Việt nằm trong khuôn khổ một chương trình rộng lớn hơn được Bộ Ngoại giao Trung Cộng công bố hôm 8 tháng 12. Theo đó, Bắc Kinh giảm 25% phí visa cho công dân của một loạt quốc gia bao gồm cả Thái Lan, Nhật Bản, Mexico và Philippines. Các cơ quan đại diện ngoại giao chính thức của Trung Cộng trên khắp thế giới sẽ thực hiện chính sách tạm thời này từ ngày 11 tháng 12 năm 2023 đến 31 tháng 12 năm 2024. Lệ phí visa Trung Cộng đối với đơn người Việt sẽ là $45 cho loại nhập cảnh một lần, giảm từ mức cũ là $60 và cao nhất là $135 cho loại visa có hạn 1 năm, thấp hơn $45 so với trước đây. Báo chí Việt Nam dẫn tin từ phía Hoa Lục nói rằng việc giảm chi phí visa là biện pháp mới nhất trong hàng loạt các động thái được chính quyền Bắc Kinh thực thi gần đây nhằm thúc đẩy du lịch trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới đang phục hồi chậm. Mặc dù Việt Nam cũng có chính quyền cộng sản như Trung Cộng và hai nước là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện của nhau từ năm 2008, song Bắc Kinh chưa miễn thị thực cho công dân Việt Nam và ngược lại. Ở khu vực Đông Nam Á, ba nước Brunei, Singapore và Malaysia có công dân được Trung Cộng miễn thị thực, trong đó Malaysia hiện thuộc diện được miễn thí điểm cho đến ngày 30 tháng 11 năm 2024. Về phía Việt Nam, nhiều báo trong đó có Tiền Phong, Tuổi Trẻ, VN Express cho hay chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nới lỏng chính sách thị thực đối với công dân Trung Cộng từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 với việc cấp visa điện tử 3 tháng và dự định sẽ miễn thị thực cho công dân Trung Cộng trong tương lai. Việt Nam ra mắt mạng xã hội V Diary Book, bảo đảm là lọc đi thông tin xấu độc bằng định danh. Vào ngày 10 tháng 12, thì chính phủ Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt một mạng xã hội mới thuần túy Việt Nam với tên là V Diary Book, được nói là để chia sẻ khoảnh khắc và lưu giữ kỷ niệm đẹp với các tiêu chuẩn hàng đầu, bao gồm việc bảo mật thông tin, tuân thủ pháp luật và lọc sạch các thông tin xấu độc ngay từ đầu bằng định danh. Theo giới truyền thông của nhà nước thì đây là mạng xã hội được thực hiện trong khoảng thời gian là 4 năm với sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mạng được công ty cổ phần tập đoàn Vision Global nghiên cứu và xây dựng. Mạng xã hội mới được truyền thông của nhà nước quảng bá là có sứ mệnh giúp cho những cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội được tiếp cận mọi mặt trong cuộc sống trong một môi trường thông tin trong sạch, chính thống, bảo mật, an toàn, bổ ích và nhân văn. Vì Diary Book cũng được quảng bá là sẽ được tích hợp được nhiều tính năng vượt trội, khác biệt với các mạng xã hội khác, với các chức năng như là SOS, báo cháy, tìm thân nhân qua dòng lịch sử, tìm liệt sĩ cũng như là cứu hộ cứu nạn. Mục tiêu của mạng này đặt ra là tổng hợp những nội dung nhằm bảo tồn và phát triển thăng hoa bản sắc văn hóa của Việt Nam. Hồi năm 2019, thì trong một lần trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết là trong năm 2018, mạng xã hội Việt Nam đã đạt được 47 triệu tài khoản. Ông Hùng đặt ra mục tiêu là có tới 90 triệu người dùng mạng xã hội của Việt Nam đến năm 2020. Và trong năm 2019, thì Việt Nam cũng ra mắt một mạng xã hội có tên là Haha Lolo với tham vọng là đạt được 2 tỷ người dùng trong vòng 5 năm và sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ. Cũng cùng năm thì một mạng xã hội khác có tên là Gapo được ra mắt với kỳ vọng là đạt được 20 triệu người dùng vào năm 2021. Ngoài ra thì một số mạng xã hội trong nước cũng đã ra mắt trước đó như là Jingmi, Go.vn, Tầm tay.vietnam hay là BeastTime. Tất cả những mạng xã hội này sau đó gần như bị chìm và quên lãng, trong khi người dùng trong nước thì tiếp tục sử dụng các mạng xã hội nước ngoài khác như là Facebook,
TikTok hoặc là YouTube. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin chiều nay của Huỳnh Việt TV. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và kính chúc quý vị một buổi tối an lành.